Ôi Kha Kha, ôi hôm nay đồng hồ đẹp thế nhở? Cũng Huawei giống anh à? Đúng rồi, mà đồng hồ của em ấy 10 củ. Gấp đôi tiền của anh luôn. Tất nhiên, nhưng Nhưng gì? Hôm nay có gì mang tới cho anh đây? đúng rồi, cái con MacBook này giá này rẻ hơn con của Sao lại anh. con MacBook đấy? Anh đã bảo rồi. Thế anh hỏi thật, hôm nay chú lại 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 có ý muốn nói với anh cái điều gì? Bán MacBook đi ạ. Ủa, bán MacBook Vì dành cho con nào? vì cái con Mac à, vì cái con Dell này ấy Ồ, nó ngon hơn. ngon hơn đó. Thế bây giờ anh nói với chú nhá. Bây giờ cái đồng hồ của chú là cái loại xịn gấp đôi tiền của anh đúng Đúng rồi. không? Loại này chắc gấp đôi tiền MacBook của anh đúng không? Không, rẻ hơn gấp đôi chứ. Được đấy nhờ. Thế bây giờ anh hỏi nhá. Rồi, anh mua MacBook bởi vì nó rất bền. Thế thì đeo không bền à? À, ui rồi đeo thì đã kiểm chứng qua hàng bao nhiêu năm rồi, thì đeo thì là siêu bền rồi. Rồi, thế anh mua MacBook bởi vì là nó mỏng nhẹ. Thế con này không mỏng nhẹ. Con này nhá, nhẹ hơn con của anh. Mặc dù là cùng kích thước màn hình 13.3 inch. Con này ký 2, con anh ký 4 đấy. Nhờ còn nhẹ Còn hơn là con mỏng của anh thì nhỉ. như này là không mỏng à. Mỏng Đúng thật. không? Là anh mua MacBook vì cái thiết kế cái nó kim loại. Thì con này cũng kim loại. Thôi Kha thôi, Kha. mở nốt bằng một tay. Mở nốt bằng một tay Mở nha. một tay này. Đây, mở nốt bằng một tay. Cũng chất lượng đấy nhỉ. Mà cái của em nhá, nó sử dụng bản lề ergonic cho nên là nó sẽ nâng bàn phím lên một tí nữa cho cảm giác gõ tốt hơn. Con này của anh nó bàn phím nó phẳng lì luôn này. Phẳng lì luôn. Rồi, anh mua MacBook bởi vì là cái màn hình nó đẹp, với viền nó mỏng. Rồi, màn hình độ phân giải của anh bao nhiêu? Độ phân giải của anh là chắc cỡ tầm 2K đấy nhỉ. Thì con này cũng 2K nhưng mà viền của nó mỏng hơn cho mấy máy của anh đấy. Ôi, mỏng hơn nhiều luôn này. Ui, mà dày thế. Nhà cùng cả kích chắc thước là màn dưới hình luôn. nha, mà con này gọn hơn đấy. Anh mua MacBook bởi vì là cổng kết nối này của em thì chắc tai xì cái gì. Tab A bên này anh à, to đấy. Ôi, còn có cả HDMI nữa Đúng này. rồi. Ơi cha cha, thế này thì vớ vẩn cái MacBook của mình lại thua. Rồi, ok, vui vẻ vậy thôi và chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Dương Dê. Thế ngày hôm nay bỏ MacBook vào một bên đi đã. Kha mang tới đây cho anh là cái laptop Dell gì đây? Đây là Dell Inspiron 5330. Đây là một cái dòng laptop cũng vừa mới được ra mắt thôi, chạy chip Intel Core i5 thế hệ 13. Core i5 thế hệ thứ 13 rồi nhé các bạn mới nhé. nhất. Đây là dòng chip mà nó có tên là 1340B. Đây là dòng chip mà kiểu tiết kiệm điện năng, hài hòa. Như vậy là nếu mà với cái tầm giá hiện tại đang là bán tại trung trần là 19 triệu rưỡi là máy mới tinh đúng không? Vâng. Thì cái giá này nó sẽ xem với cả giá của một cái MacBook M1. Cái được ở đây là anh thấy là cái RAM với cái ROM gấp đôi so với M1 luôn. Chính xác. RAM 16 và SSD là 512 nhé các bạn nhé. Quá thoải mái luôn. SSD 512. Đấy, vỏ là full kim loại hoàn toàn. Vỏ Đấy. full kim loại. Và thực sự là khi mà các bạn cầm cái mẫu laptop Dell này lên ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là nó quá nhẹ luôn. Có 1,24 cân thì thôi có sợ rơi giống lần trước Vâng. không em? Không. Mà đây nhá. Quạt Các mát bạn đã được vào mùa hè vào. đấy nhỉ? Đúng rồi, con này rất là mỏng nhẹ luôn. Và cái chỗ mà với cái kiểu bản lề ergonic Đây, quay đây để cho các bạn là nhìn đây, này. Đấy. cái kiểu bản lề ergonic khi mà mở lên như thế này Đấy, nó kênh lên này. đấy, thì thường những cái hãng khác họ làm cái phần đầu mút cao su ở chỗ này ấy, nó bé tí à, nó mỏng lắm cho nên nó rất dễ bị mòn. Đối với lại Dell là luôn luôn làm cái phần này rất là dày, Cái cao su nó dày thế để mòn đấy, thế nào được đúng không? đấy, cực kỳ là chắc chắn luôn. Và một điểm nữa đó chính là con này ấy, tôi không biết nói gì nữa. Thôi đây để anh nói tiếp cho đây. Rồi có những điểm hơn thế này. Cao thì nhìn thấy vừa nãy mình đã nói này, viền thực sự là rất mỏng. Viền răng mỏng, đúng chính xác. Viền rất mỏng. Và thêm nữa là nó có cái phần che camera đi này. Cái rất tiện luôn nhá, MacBook lại không không có cái phần này. Và thêm nữa ví dụ MacBook có vân tay thì cái này cũng có vân tay luôn ở đây này. Đấy, cái bàn phím này thì anh thấy gõ cực kỳ sướng luôn. Tuy To. nhiên, đây đây sẽ là điểm chê này. Cái bàn phím này thì nó thiết kế tràn viền như này, về hiệu ứng thị giác thì rất tốt, em có công nhận không? Vâng. Nhưng mà lại không để được loa vào đây giống như MacBook, nên thành ra là cái hiệu ứng âm thanh cho ra nó không thể hay được bằng MacBook được rồi. Thì chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau điều đấy. Với cả cái phần touchpad này nhá, mặc dù rất nhạy nhưng mà cái diện tích thì nó không bằng so với MacBook. Đúng rồi, cái MacBook công này nhận sao touchpad nó to thế nhỉ? to. Nói chung là nếu mà xét về mặt mà touchpad với lại loa thì MacBook chắc chắn là vẫn hơn rồi. Đúng rồi, MacBook là thể hiện rất là khủng khiếp rồi. Đấy, nhưng mà thực sự là về cái mẫu laptop này thì mình thấy là cái ưu điểm lớn nhất là gì ạ? Là thiết kế đẹp này, là mỏng nhẹ này, là cái hiệu năng ở trong cái tầm giá này nếu xét trên tham chiếu là laptop văn phòng thì là quá khủng khiếp rồi. Vâng. Với cái con này chủ yếu nếu mà dùng CPU thì anh thấy là
Photoshop là quá thoải mái rồi. Vâng. Còn render video thì anh em mình chỉ render Full HD thôi, đúng không? Đã. Không 4K nữa. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình dựng, mình bỏ thêm hiệu ứng âm thanh rồi đó là nó đều chạy bằng CPU hết. Thì với cái con Intel thế hệ 13 này thì nó vẫn cứ chạy được bình thường. Đúng rồi. Các cái tác vụ học tập thì sẽ rất ổn. Học tập này, rồi là làm việc online cái thứ này, gọi điện video call là ngon này. Đấy. Và nếu mà chơi game em sẽ chơi những tựa game như thế nào? Chơi game thì nói chung là cũng mình đề xuất là những cái tựa game nó phổ biến, nó đơn giản như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là CSGO. Đấy. Nói chung là đấy là những cái tựa game phổ biến và cái mức độ họa của nó vừa phải, nó phù hợp với lại một cái con chip có card onboard chứ không phải là card rời như thế này. Nếu ví dụ anh chơi kim cương với lại chơi bắn ruồi thì thoải mái chứ. Rồi thoải mái. Rồi. Anh chơi máy tính cũng được. Rồi ok. Rồi đây tiện thể nói về màn hình thì sao? Ngoài cái việc là viền mỏng ra thì độ phân giải cũng rất là cao. Chính xác là như nào? Chính xác nó là em quên mất nhưng mà em nhớ cái số đuôi của nó là 1600. Thường là 2K nó sẽ là 1440. Thì con này là nó là gọi là 2600P đúng không? Vâng. Đấy, này nó gọi là 2K cộng đấy. Còn 2.5K nó rơi vào là 1800. Đấy, thì nó giữa chỗ đó thì với 13.3 inch nó phải gọi là siêu sắc đẹp. Đúng rồi. Với cùng một độ phân giải mà cái kích thước màn hình càng bé thì cái độ chi tiết nó sẽ càng cao. Vâng. Và bây giờ thì em thật sự là em cảm thấy rất vui tại vì ngày xưa em khó chịu lắm. Cứ tầm 13 14 inch cứ để độ phân giải Full HD là nhìn nó rỗ, nó không có nét. Đấy thì bây giờ đến bây giờ là cũng gọi là rất là nhiều những cái dòng laptop đã nâng cái độ phân giải lên là tầm 2K hết rồi. Cho cái thước màn hình 13 14 inch như thế này thì trải nghiệm hiển thị nó quá tốt. Lại còn có thêm cả lớp phủ chống chói như này nữa. Nó vừa sạch sẽ mà lại mang ra ngoài trời làm việc thì ví dụ ra quán cà phê chẳng hạn thì nó cũng đỡ bị bóng như nào. Con này thì nó còn có cái chứng nhận của TUV TUV đúng không? Vâng, TUV Rheinland thì cái này là nó là kiểu là mức độ ánh sáng xanh của nó rất là thấp nên là khi mà chúng ta dùng ở trong bóng tối làm việc ban đêm rồi đấy thì nó sẽ đỡ mỏi mắt đi rất là nhiều. Nói chung là tốt cho thị lực là anh đã thấy thích rồi. Vâng. Bởi vì là chúng ta dùng laptop là chúng ta dùng rất là lâu mà. Vâng. Đúng nào. Và có một cái tem nữa này. LBDDR5 đố anh là cái tem này là nó cái hiệu nói về về RAM đúng không? Chuẩn rồi. Đấy. Có là phải khoe. Có là phải khoe luôn. Vâng. Nhưng mà cũng trong rất nhiều video anh đã nói rồi, nó dán nhiều quá, sờ lên đây nó cứ gai tay khổ. Cái gai người có tiền nó cũng khổ nhỉ. Vâng vâng. Nhưng mà nó nói thế thôi chứ laptop này thì về cơ bản là anh thấy là nó phù hợp với cả sinh viên là hợp lý rồi. Bởi vì cái ví dụ như 20 triệu mà mua một cái điện thoại thì nó quá đắt tiền đúng không nào? Chúng nhưng mà 20 triệu mua laptop thì thấy bình thường mà, đâu phải là đắt tiền lắm đâu. Lại còn được cả tặng Microsoft Office như bản quyền thì phải, nó mới có cái này chứ. Vâng. Đúng không nào? Nếu mà chu kỳ sử dụng của một chiếc điện thoại mà so với lại laptop thì rõ ràng là laptop nó phải dài hơn rồi. Đúng cho rồi, nên là khoản này đầu tư rất là hợp lý. Đúng rồi. Thiết kế thì quá ok rồi, chất liệu quá ngon rồi. Pin thì phải 5-6 tiếng bởi vì đây laptop văn phòng mà. Đúng nào, và đặc biệt nữa là trong cái mùa mất điện như này rõ ràng là những cái đó là những cái chúng ta cần rồi. Cổng kết nối thì vô cùng đầy đủ. Anh nghĩ là có chăng cái mà để cho chê thì là chê cái loa thôi, nhưng mà thực ra là loa laptop thì cũng khó có thể bảo là nghe hay được đúng nào. Chứ còn lại tất cả mọi thứ của cái mẫu laptop này đẹp, cấu hình cao, RAM ROM thoải mái. Chứ nói thật với em chứ cái MacBook mà đây anh đang dùng đây này, RAM 8 SD256 này thì nó báo đầy RAM suốt, gọi là thiếu lên hụt xuống đấy. Còn của em thì là RAM 16 nhé, SD256 thì chắc là nó báo đầy bộ nhớ suốt nếu mà em làm video nhiều đúng không? Vâng. Đấy thì 16/512 đỡ phải làm tặng. Đâu phải là cái điểm nhu cầu tác vụ văn phòng thì quá thoải mái. Ở đây lúc đầu anh tưởng là bụi nhưng không phải đâu, thiết kế cách điệu đấy. Đây. Vâng. Đây thiết kế cách điệu này. Đấy thấy không? Chính ra cái này hay nhưng mà anh nghĩ là anh phải góp ý thêm, nếu mà đã làm cách điệu như này rồi thì chính ra làm thì kiểu là những cái tinh thể dạ quang phát sáng vào ban đêm ấy. Ui đúng rồi, ơi. Vâng. Hợp lý đúng không? Đấy thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi còn thiết kế này thì cũng làm cơ bản thôi. Nhưng công nhận Inspiron mà như thế này là thuộc dạng Inspiron đỉnh đấy. Đúng không nào? Rồi loa ở đây, loa ở dưới. Dòng này là cũng là cái dòng laptop văn phòng cận cao cấp của Dell mà. Cổng kết nối ở đây đủ hết. Nói chung là không điểm gì phải lan tan cả. Và rõ ràng rồi, mình nói luôn nhá, cái sự tương thích của laptop Windows ấy với nhiều các cái ứng dụng ấy là anh nghĩ là sử dụng ở các cái trường học ở Việt Nam vẫn là phổ biến hơn. Đúng rồi, cái này là chuẩn rồi. Vâng. Chọn ví dụ như là MacBook thì nó cũng sẽ phù hợp cho những người mà sau này ra trường người ta đi làm người ta dùng đúng không nào. Đấy, chứ còn học ở trong nhà trường thì dùng laptop Windows, trong nhà trường ai dạy Mac OS em? Vâng đúng rồi. Đúng với không? Mỗi lần mà cài cắm ứng dụng thì nó cũng mệt nữa. Xong rồi dùng hấp chuyển đổi cái thứ nữa đúng không nào. Rồi, các bạn cảm thấy sao?
hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của mẫu laptop này tại trungtrần.vn nhé. Trungtrần là một trong những đơn vị bán laptop phần lớn là nhập Mỹ, giá cả phải chăng, chất lượng cực kỳ yên tâm và cấu hình thì rất là cao đấy. Và nhớ là laptop văn phòng lần sau đừng có nhầm với MacBook nữa nhá. Vâng. Còn MacBook của Dell này thì chết giờ rồi. Ban đầu lại cứ nghĩ trong đầu là bảo anh bán MacBook đi, thế là cái nghĩ cái là nói nhầm luôn, con này là MacBook đấy ạ. Khác gì đâu, chú bảo tất cả máy tính bảng trên thế giới thì đều là iPad. Đúng nào. Vâng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.